Chào các em học sinh thân yêu. Hôm nay cô rất vui được gặp lại các em trong chủ đề 6 Những hình khối khác nhau, bài 12 Tạo khối cùng đất nặn. Các em thân mến, trong bài học này chúng mình sẽ học trong hai tiết. Chúng mình có thể sử dụng đất để tạo các sản phẩm mỹ thuật có hình dạng khác nhau. Trong bài học này, em sử dụng đất nặn để tạo một số khối và ghép chúng với nhau thành sản phẩm yêu thích nhé. Và bây giờ, cô trò chúng ta cùng vận động cơ thể để khởi động tiết học nhé. Bắt đầu nào, mời các em đứng dậy, ra khỏi bàn. Hai chân khép lại hình chữ V, nhún nhảy nhẹ nhàng. Hai tay chống eo, đầu gật lên, gật xuống nhẹ nhàng. Mời các em vận động cơ thể cùng với cô nào. Một, em đưa hai tay ra trước, chân dậm tại chỗ nhẹ nhàng. Hai, em đưa tay sang hai bên, đưa lên, đưa xuống, chân vẫn dậm tại chỗ nhé. Ba, tay đưa lên cao, rồi đưa đi đưa lại, chân vẫn dậm tại chỗ. Bốn, em hạ tay xuống, đưa hai tay ra sau mông, vỗ hai tay vào nhau. Năm, em đưa hai tay vào bên sườn mông và lắc tròn, ngoáy đầu 5 lần, rồi dừng lại, hít thật sâu, rồi thở ra nhẹ nhàng. Vẫn nhún nhảy tại chỗ, cùng nhau hô đồng thanh, khóe, khóe. Và bây giờ, cô mời các em vào chỗ để chúng ta cùng nhau học bài mới nhé. Các em hãy chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập như đất nặn, bảng con, dao cắt đất, khăn lau để cùng tập nặn với cô nào. Các em thân mến, yêu cầu cần đạt của bài học ngày hôm nay là: một, em nhận biết được khối cầu hay còn gọi là khối tròn và khối lập phương, khối trụ. 2, em tạo được khối cầu, khối lập phương, khối trụ từ đất nặn, biết liên kết các khối đã tạo ra để tạo sản phẩm theo ý thích. Bước đầu, biết thể hiện tính ứng dụng của sản phẩm như làm đồ chơi, đồ trang trí. 3, em biết trưng bày, giới thiệu, chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. Nhằm giúp các em đạt được yêu cầu này, cô trò chúng ta cùng vào hoạt động 1, khám phá. Giới thiệu với các em, đây là hình ảnh của một số khối cơ bản. Các em hãy quan sát thật kỹ và cho cô biết. 1. Em có biết tên của khối này không? 2. Mỗi khối có đặc điểm gì? 3. Điểm khác nhau giữa các khối là gì? 4. Những nét nào nổi bật ở mỗi khối? Em hãy bấm nút tạm dừng video để suy nghĩ và trả lời những câu hỏi trên nhé. Các em thân mến, đây là khối cầu. Khối cầu được bao quanh bởi những đường cong không có góc cạnh. Còn đây là hình ảnh của khối lập phương. Khối lập phương là hình hộp có hai đáy và bốn mặt đều là hình vuông. Các cạnh đều vuông góc đấy các em ạ. Còn đây, giới thiệu với các em, đây là khối trụ. Khối trụ có hai mặt phẳng, bao quanh là những đường cong. Xung quanh chúng ta có rất nhiều đồ vật có dạng hình khối. Giới thiệu với các em, đây là quả địa cầu. Quả địa cầu có dạng khối hình gì? Đúng rồi đấy, quả địa cầu có dạng khối cầu. Còn đây là hộp quà. Hộp quà thật là đẹp. Hộp quà có dạng khối lập phương đấy các em ạ. Và đây, giới thiệu với các em, đây là hộp chè. Hộp chè có dạng khối hình gì? Đúng rồi, hộp chè có dạng khối hình trụ. Xung quanh chúng ta có rất nhiều đồ vật có dạng khối. Các em hãy quan sát xem mỗi sản phẩm dưới đây được tạo nên từ hình khối nào.
Và trong hoạt động này, các em hãy ghi nhớ khối lập phương, khối cầu, khối trụ là những khối cơ bản. Trong thiên nhiên, trong cuộc sống, có nhiều hình ảnh, đồ vật có hình dạng giống với các hình dạng của khối cơ bản đấy các em ạ. Và bây giờ, cô trò chúng ta cùng sang hoạt động 2, kiến tạo kiến thức, kỹ năng. Đầu tiên, cô mời các em xem video cách nặn tạo hình các khối cơ bản. Các em hãy quan sát thật kỹ để nắm bắt cách thực hiện nào. Chào các bạn học sinh thân yêu. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em cách nặn các khối cơ bản, đó là khối cầu, khối lập phương và khối hình trụ nhé. Đầu tiên, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tạo khối cầu nhé. Để tạo khối cầu, em chọn một màu đất mà mình thích. Ở đây, cô chọn màu xanh lá đấy. Sau đó, em hãy sử dụng ngón cái, ngón trỏ của mình để nhào đất sao cho mềm dẻo. Em hãy vo đất thành một khối hình cầu nhé. Để vo đất, em đặt đất vào lòng bàn tay. Sau đó, em sử dụng hai lòng bàn tay của mình để xoay tròn sao cho khối cầu của mình thật tròn và mịn nhé. Khi thấy bề mặt khối cầu còn lồi lõm và chưa được nhẵn, em có thể sử dụng ngón tay trỏ của mình để điều chỉnh và tiếp tục xoay tròn sao cho bề mặt khối cầu được tròn và nhẵn là chúng ta đã có một khối cầu rồi đấy. Tiếp theo, cô hướng dẫn các em nặn khối lập phương. Đầu tiên, em cũng chọn màu đất và sau đó sử dụng ngón tay cái và ngón tay trỏ của hai bàn tay để nhào đất. Ở đây, cô chọn đất màu xanh dương. Em hãy sử dụng ngón cái và ngón trỏ để nhào đất cho mềm và vo khối đất thành một khối lập phương có 6 cạnh bằng nhau. Nếu thấy bề mặt của khối lập phương chưa được nhẵn, em có thể sử dụng dao để cắt từng bề mặt sao cho bề mặt của khối lập phương vừa vuông lại vừa nhẵn nhé. Sau khi cắt xong là cô đã có một khối hình lập phương có 6 mặt là hình vuông và bằng nhau rồi. Tiếp theo, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau nặn khối trụ nào. Đầu tiên, em hãy chọn một màu đất mà mình thích. Ở đây, cô chọn đất màu vàng. Cô sử dụng ngón tay cái và tay trỏ để nhào đất cho mềm. Vừa nhào nặn đất, em hãy vừa tạo hình khối đất thành một thỏi dài nhé. Tiếp theo, em đưa đất vào lòng bàn tay và vê lại sao cho bề mặt của thỏi đất được trơn nhẵn. Em cũng có thể để đất xuống dưới mặt bàn và sử dụng bàn tay của mình để vê nữa nhé. Khi sử dụng tay để nặn và vê đất ở dưới mặt bàn, em hãy chú ý để hai đầu của khối trụ bằng nhau, tránh để một đầu to và một đầu nhỏ nhé. Sau khi thấy bề mặt khối trụ đã được trơn nhẵn, em có thể sử dụng dao và cắt hai bên đầu của khối trụ để hai bên đầu của khối trụ thành một hình tròn. Sau khi cắt xong là cô đã được một khối trụ rất đẹp rồi đấy. Tạo hình các khối cơ bản thật là dễ phải không nào? Cô chúc các em có thật nhiều sản phẩm đẹp nhé!
Sau khi xem video, em hãy suy nghĩ và nêu cách nặn tạo hình các khối cơ bản nào. Các em thân mến, để nặn khối cầu, đầu tiên em chọn màu đất. Em nhào đất cho mềm dẻo, sau đó đưa đất vào lòng bàn tay và xoay tròn đến khi bề mặt trơn nhẵn và thành một khối cầu tròn là được nhé. Tiếp theo, để nặn khối lập phương, em hãy chọn màu đất mà mình thích, sau đó nhào đất cho mềm và em dùng dao để cắt thành 6 mặt hình vuông. Nếu muốn có một khối chữ nhật, em hãy ghép hai khối lập phương vào với nhau nhé. Tiếp theo, cô hướng dẫn các em cách tạo khối trụ. Đầu tiên, em cũng chọn một màu đất mà mình thích, nhào đất cho mềm dẻo. Tiếp theo, em dùng lòng bàn tay và vê đất thành một thỏi dài. Sau đó, em sử dụng dao để cắt hai đầu của thỏi đất. Như vậy là em đã có một khối trụ rồi đấy. Và bây giờ, cô mời các em hãy quan sát và ôn lại cách tạo hình các khối cơ bản nào. Và không để các em chờ lâu, cô trò chúng ta cùng sang hoạt động 3, luyện tập sáng tạo để cùng nhau làm bài thực hành nhé. Các em thân mến, yêu cầu của bài thực hành ngày hôm nay là em hãy sử dụng đất nặn tạo hình các khối cơ bản cho mình nào. Trước khi các em làm bài, cô muốn gợi ý các em hãy chọn màu đất, kích thước đất theo ý thích và chú ý nặn rõ đặc điểm của từng khối. Em hãy chú ý đảm bảo vệ sinh sạch sẽ chỗ ngồi của mình trong và sau khi làm bài thực hành nhé. Các em thân mến, sau khi làm xong bài thực hành, em hãy trưng bày và chia sẻ sản phẩm theo gợi ý sau. 1. Em thích sản phẩm nào? 2. Có những hình khối nào trong sản phẩm của em? 3. Em đã làm như thế nào để tạo ra sản phẩm đó vậy? Và bây giờ, các em hãy tham khảo một số sản phẩm từ khối dưới đây để sáng tạo thêm theo ý thích nhé. Và trong bài học này, các em hãy nhớ, trong cuộc sống có nhiều sản phẩm có hình dạng giống khối cầu, khối lập phương và khối trụ. Em có thể tạo ra các khối và các sản phẩm mỹ thuật từ đất nặn đấy. Các em nhớ nhé, sau khi làm xong bài thực hành, em hãy giới thiệu sản phẩm của mình cho ông bà và bố mẹ cùng nghe. Nhờ bố mẹ chụp sản phẩm và gửi cho cô sẽ nhận xét nhé. Nhớ xem và chuẩn bị đồ dùng cho bài học sau. Và bây giờ, em hãy đăng ký kênh Phòng Vẽ Thật Là Vui, bấm like và bấm hình quả chuông để nhận những video tiếp theo của cô. Chúc các em ngoan, học giỏi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.